Cuộc sống với mọi sự phức tạp và không thể dự đoán đôi khi khiến bạn cảm thấy tê liệt, xa cách và mất đi niềm vui. Bạn bắt đầu với một thế giới đầy kỳ diệu, và khi còn là một đứa trẻ, những ngày của bạn tràn ngập sự tò mò và phấn khích. Thế giới có vẻ nhỏ bé và dễ kiểm soát, nhưng đồng thời cũng đủ rộng lớn để khám phá vô tận. Tuy nhiên, khi bạn lớn lên, sự phức tạp của cuộc sống mở rộng trong khi bạn dường như vẫn giữ nguyên kích thước, giờ đây bị che khuất bởi sự bao la của môi trường xung quanh. Sự ngây thơ và đơn giản của những năm tháng đầu đời nhường chỗ cho những thực tế khắc nghiệt của tuổi trưởng thành. Trách nhiệm, thất bại và nỗi đau trở thành những vị khách thường xuyên trong cuộc đời bạn, làm phai nhạt những màu sắc rực rỡ của cuộc sống thành một bảng màu xám xịt đơn điệu. Những giấc mơ từng có vẻ dễ dàng đạt được giờ đây trở nên xa vời và bị che khuất bởi gánh nặng của những khó khăn hàng ngày. Tiếng cười vô tư một thời của bạn được thay thế bằng sự cam chịu trầm lặng trước những thách thức bạn phải đối mặt và cảm giác kỳ diệu bạn từng có trượt qua kẽ tay như cát. Sự biến đổi này có thể khiến bạn nản lòng, khiến bạn khao khát những ngày mà cuộc sống còn cảm thấy kỳ diệu hơn và ít gánh nặng hơn. Trong hành trình tìm kiếm sự viên mãn, bạn đạt được những cột mốc, tích lũy của cải và đáp ứng những kỳ vọng của xã hội, nhưng sự thỏa mãn bạn tìm kiếm vẫn còn xa vời. Bạn thấy mình bị mắc kẹt trong một vòng tuần hoàn của việc làm và sở hữu, chỉ để nhận ra rằng sự trống rỗng bên trong vẫn còn dai dẳng. Người thân qua đời, các mối quan hệ suy sụp, và bạn trở nên nhận thức sâu sắc về tiềm năng đau khổ của cuộc sống. Thế giới rực rỡ của tuổi trẻ trở thành phông nền cho những cuộc đấu tranh đơn điệu của cuộc sống hàng ngày. Theo thời gian, bạn học cách đối phó bằng cách xây dựng những bức tường quanh cảm xúc của mình, trở nên thờ ơ để bảo vệ bản thân khỏi nỗi đau thêm nữa. Cơ chế phòng vệ này không phải là một lựa chọn có ý thức mà là một phản ứng tự nhiên đối với nỗi đau bạn trải qua. Hậu quả là cuộc sống trở thành điều gì đó bạn quan sát từ xa thay vì tham gia đầy đủ, và niềm đam mê bạn từng cảm nhận dần phai nhạt. Những hoạt động từng mang lại niềm vui giờ đây cảm thấy tẻ nhạt hoặc bị bỏ rơi hoàn toàn. Tương tác xã hội trở nên tối thiểu, và cảm giác hài lòng của bạn trở nên mang tính trí tuệ hơn là cảm xúc. Những thành tựu chỉ mang lại sự nhẹ nhõm thoáng qua khỏi cảm giác bất mãn dai dẳng. Bạn tiếp tục được thúc đẩy bởi thói quen hơn là động lực thực sự, thường tự hỏi tại sao mình lại kiên trì theo cách này. Tiếng cười và sự hào hứng từng đi kèm với những nỗ lực của bạn đã được thay thế bằng cảm giác nghĩa vụ. Những cuộc trò chuyện của bạn thiếu đi chiều sâu và nhiệt huyết mà chúng từng có, và bạn thấy mình khao khát một kết nối dường như ngoài tầm với. Niềm vui của khám phá, cảm giác phấn khích của cuộc phiêu lưu và những niềm vui giản dị của cuộc sống trở thành những ký ức xa xôi khi bạn điều hướng qua những chuyển động của cuộc sống hàng ngày. Việc nhận thức được trạng thái này là rất quan trọng. Đây là một giai đoạn tự nhiên của cuộc sống, đặc biệt là đối với những người đã trải qua những trải nghiệm đáng kể và sở hữu sự nhạy cảm cao đối với thế giới xung quanh. Việc ở lại trong trạng thái này không phải là điều mong muốn. Giống như một vết chai hình thành để bảo vệ bàn tay của bạn, một mức độ thờ ơ về mặt cảm xúc có thể phục vụ một mục đích. Các triết lý như chủ nghĩa khắc kỷ, đạo giáo và Phật giáo ủng hộ việc tách rời khỏi những khía cạnh không thể kiểm soát của cuộc sống để duy trì sự bình an nội tâm. Các nhà triết học khắc kỷ như Seneca nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân biệt những gì bạn có thể kiểm soát với những gì bạn không thể và đáp lại một cách bình tĩnh đối với cái sau. Đạo giáo dạy về giá trị của sự không hành động, và Phật giáo nói về việc vượt qua đau khổ thông qua sự không bám chấp. Những lời dạy này mang lại sự an ủi và hướng dẫn, nhắc nhở bạn rằng mặc dù bạn không thể kiểm soát thế giới bên ngoài, bạn có thể nuôi dưỡng một sự bình yên nội tâm che chắn bạn khỏi những biến động của nó. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tìm được sự cân bằng, vì quá nhiều sự tách rời có thể dẫn đến một cuộc sống thiếu vắng những trải nghiệm cảm xúc phong phú làm cho nó thực sự có ý nghĩa. Những triết lý này đưa ra những hiểu biết có giá trị, nhưng một sự tách rời quá mức có thể dẫn đến một trạng thái vô cảm mà bạn mất đi khả năng cảm nhận sâu sắc. Một bàn tay hoàn toàn phủ đầy chai sẽ mất đi khả năng phân biệt những kết cấu tinh tế của thế giới. Tương tự, một trái tim quá thờ ơ trở nên không có khả năng trải nghiệm sự phong phú của cuộc sống. Chìa khóa là tìm ra sự cân bằng, sử dụng sự tách rời như một tấm khiên thay vì một pháo đài. Đó là một hành động cân bằng tinh tế giữa việc bảo vệ bản thân khỏi nỗi đau không thể tránh khỏi và mở lòng đón nhận vẻ đẹp và điều kỳ diệu mà cuộc sống vẫn còn chứa đựng. Bằng cách cho phép bản thân cảm nhận, ngay cả khi có nguy cơ gặp phải nỗi đau, bạn đang chấp nhận toàn bộ phổ cảm xúc của con người. Sự cân bằng này cho phép bạn thưởng thức những khoảnh khắc vui vẻ và kết nối điểm xuyết cuộc sống của bạn,
nhắc nhở bạn về vẻ đẹp sâu sắc tồn tại bên cạnh những khó khăn. Điều này bao gồm việc thay đổi thói quen hàng ngày, tham gia vào các hoạt động mới hoặc khơi dậy những đam mê cũ. Nó có thể có nghĩa là tìm kiếm những thách thức mới hoặc bao quanh mình bằng những người hỗ trợ. Thay đổi cách bạn suy nghĩ và nhận thức thế giới cũng quan trọng không kém. Việc áp dụng một khuôn khổ hiểu biết mới có thể mở ra cho bạn những trải nghiệm và quan điểm khác nhau. Bạn phải sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của mình và chấp nhận điều chưa biết, tin tưởng rằng nỗ lực sẽ dẫn bạn đến một sự tồn tại trọn vẹn và sống động hơn. Bằng cách nuôi dưỡng một tâm thế cởi mở và tò mò, bạn cho phép bản thân khám phá lại niềm vui và sự kỳ diệu từng tưởng chừng đã mất. Tìm lại niềm vui không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nó đòi hỏi nỗ lực và trong trạng thái tê liệt về mặt cảm xúc, nỗ lực này có thể cảm thấy không thể vượt qua. Tuy nhiên, chính trong những khoảnh khắc này, bạn phải nhớ đến sự kiên cường bên trong bạn. Albert Camus từng viết, giữa mùa đông, tôi cuối cùng đã khám phá ra rằng bên trong tôi có một mùa hè bất khả chiến bại. Câu nói này nhắc nhở rằng dù tình trạng hiện tại của bạn có vẻ ảm đạm đến đâu, bạn vẫn sở hữu một sức mạnh nội tâm có khả năng nuôi dưỡng cuộc sống mới và niềm vui. Sức mạnh nội tâm này, mùa hè bất khả chiến bại này, là một minh chứng cho tinh thần bền bỉ của nhân loại. Đó là tia hy vọng vẫn tồn tại ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất, thúc giục bạn tiếp tục tiến lên. Cuộc sống vận động theo mùa, và giống như mùa đông nhường chỗ cho mùa xuân, những giai đoạn tê liệt của bạn có thể chuyển tiếp thành những thời điểm đầy sinh lực và nhiệt huyết được đổi mới. Bạn phải nuôi dưỡng thế giới nội tâm của mình, khai thác khả năng sáng tạo và cho phép bản thân thích nghi và kiên trì. Ngay cả khi sự lạnh lẽo của vũ trụ có vẻ vĩnh cửu, quan điểm và lựa chọn của bạn có thể mang lại hơi ấm và ý nghĩa. Chính thông qua hành động và tâm thế của bạn mà bạn có thể biến đổi thực tại của mình, tìm thấy vẻ đẹp và mục đích ngay cả trong những hoàn cảnh thách thức nhất. Bằng cách chấp nhận sự thăng trầm của cuộc sống, bạn cho phép bản thân trải nghiệm sự phong phú trọn vẹn của nó. Hiểu rằng những thời điểm thấp làm cho những đỉnh cao càng thêm ý nghĩa. Hành trình của bạn không phải là một con đường thẳng mà là một lối đi quanh co đầy cơ hội để phát triển và kết nối. Bạn thân mến, khi không còn gì cảm thấy thú vị nữa, đó chính là lời mời gọi để bạn dừng lại, suy ngẫm và đánh giá lại cách tiếp cận của mình với cuộc sống. Đó là cơ hội để bạn gỡ bỏ những lớp chai sần và cho phép bản thân cảm nhận trở lại, để tương tác với thế giới bằng sự tò mò và cởi mở được đổi mới. Mùa hè bất khả chiến bại của bạn nằm bên trong, chờ đợi được khám phá và ôm ấp. Cuộc sống với tất cả những thách thức và sự phức tạp của nó là một món quà quý giá. Và bằng cách nuôi dưỡng thế giới nội tâm của mình, bạn có thể tạo ra một thực tại sống động, ý nghĩa và vô cùng bổ ích. Hãy nhớ rằng, mỗi khoảnh khắc đều mang trong mình tiềm năng để trở thành một bước ngoặt. Mỗi sự tương tác, mỗi quyết định nhỏ đều có thể là hạt giống cho sự thay đổi lớn lao. Đôi khi, chỉ cần một cái nhìn mới về một cảnh tượng quen thuộc, một cuộc trò chuyện sâu sắc với một người bạn, hay một hành động tử tế bất ngờ cũng có thể khơi dậy lại ngọn lửa đã tắt trong tâm hồn bạn. Hãy thử thách bản thân bằng cách đặt ra những mục tiêu nhỏ, có thể đạt được. Điều này có thể đơn giản như học một kỹ năng mới mỗi tháng, dành thời gian để chiêm ngưỡng một cảnh hoàng hôn, hay tự thưởng cho mình một trải nghiệm mới mẻ. Bằng cách tạo ra những khoảnh khắc của sự hoàn thành và khám phá, bạn dần dần xây dựng lại khả năng tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Đồng thời, hãy nhớ rằng sự chữa lành và tăng trưởng không phải lúc nào cũng là một quá trình tuyến tính. Sẽ có những ngày bạn cảm thấy mình đã tiến bộ vượt bậc và cũng sẽ có những ngày bạn cảm thấy mình đã lùi lại. Hãy đối xử với bản thân bằng lòng trắc ẩn trong những lúc khó khăn và tự hào về mỗi bước tiến, dù nhỏ đến đâu. Cuối cùng, hãy nhớ rằng bạn không đơn độc trong hành trình này. Kết nối với những người khác, chia sẻ câu chuyện của bạn và lắng nghe câu chuyện của họ có thể mang lại sự an ủi đáng kể và mở ra những viễn cảnh mới. Trong sự chia sẻ này, bạn có thể tìm thấy sức mạnh chung và nguồn cảm hứng để tiếp tục tiến về phía trước. Hành trình tìm lại niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống là một quá trình liên tục của sự khám phá và tái khám phá. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, can đảm và sẵn sàng đối mặt với những thách thức. Nhưng với mỗi bước đi, bạn đang viết nên câu chuyện của chính mình, một câu chuyện về sự phục hồi, tăng trưởng và cuối cùng là niềm vui sống mãnh liệt. Nếu thấy nội dung này thú vị và muốn xem thêm, hãy cân nhắc đăng ký theo dõi. Tôi rất cảm kích sự ủng hộ của bạn. Hãy chia sẻ trải nghiệm hoặc suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới. Hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.
hãy giữ gìn sức khỏe và tiếp tục khám phá những điều thú vị về bản thân và cuộc sống. Chúc bạn một ngày tốt lành.